kính chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Sơn Đỉnh Audio. Video buổi tối ngày hôm nay là ngày 23 tháng 8 thì Sơn Đỉnh này tiếp tục đem đến cho quý vị với những sản phẩm là loa bã nhật mới về. Và trong video ngày hôm nay, một cái phân khúc cũng khá là tầm tiền để phục vụ cho các bác phối ghép về những cái bộ âm thanh mang cái tầm cỡ trên dưới 20 triệu thì những cặp loa ngày hôm nay là những dòng mà cũng khá là cao tại cửa Sơn Đỉnh. Thì trong video này, cửa hàng Sơn Đỉnh về được hai cặp loa của hãng Diatone, model của nó là DS503, hàng tuyển chọn quá xuất sắc. Và cái phân khúc tầm tiền cũng như những cái cặp loa này thì được đánh giá khi mà các bác sử dụng qua về những dòng loa, thứ nhất là những dòng Onkyo D77XX hoặc những dòng loa Delong R88. Thì theo Sơn Đỉnh cũng tìm hiểu qua một chút về cái cặp loa này thì cái cặp Diatone 503 này khi so sánh giữa ba cặp thì cái giá trị sản xuất nó đắt gấp đôi so với hai cặp còn lại. Đấy, cho nên là mà cái mức giá tiền tại thời điểm bây giờ thì thậm chí nó lại rẻ hơn so với hai cái cặp loa Onkyo D17XX và cặp loa Delong Z88. Thế vì sao mà Sơn Đỉnh muốn phân tích như vậy? Vì cũng vẫn là cái tiêu chí mà sưu tầm hàng tốt, giá hợp lý để phục vụ cho các bác. Cho nên Sơn Đỉnh lựa chọn cho các bác là những dòng loa Diatone 503. Dòng này thì nó sau dòng Diatone 505, vì 505 thì nó lại là bass, nó chỉ thêm một loa chung. Còn 503 này thì thiết cấu hình của loa là 3 đường tiếng, bass 32. Đấy, tất cả cái gân này thì Sơn Đỉnh nói rõ với các bác là gân này thì nó là gân vải zin, nhưng mà nó cứng thì Sơn Đỉnh đã thay hết cho các bác sang gân mút rồi. Cho nên cái tiếng bass của dòng này thì nó thật với các bác này, nó cực kỳ là mềm mại. Vì khi sang gân mút thì cái tiếng bass nó được cải thiện nên rất là nhiều. Toàn bộ cái tuyến loa, thùng loa góc cạnh ngày hôm nay thì mang đúng giá trị sưu tầm cũng như là những cặp loa tuyển chọn xuất sắc nhất tại cửa hàng Sơn Đỉnh để phục vụ cho các bác. Và khi thay sang gân mút như thế này rồi thì các bác rất dễ phối ghép về âm ly. Cũng như Sơn Đỉnh thì đang ghép cho các bác là một chiếc âm ly 7800 thường thôi. Đấy, đánh dòng này mà các bác nghe nhạc vàng thì cực kỳ là tê tái và mềm mại. Ngoài ra thì các bác ghép về những dòng Sơn Xui 607X đề cát nhà Sơn Đỉnh cũng có. Và các bác ghép về những dòng Sơn Xui khác đều đánh chất âm rất là hay. Thì hôm nay trong video này Sơn Đỉnh giới thiệu cho các bác là hai cặp loa Diatone DS503. Kích thước của cặp loa thì nó có chiều cao là 72, chiều ngang 37 và chiều sâu của nó, xin lỗi các bác là chiều ngang 39 và chiều sâu của nó là 37. Loa nặng 34kg một thùng, được sản xuất từ những năm 1981, tuổi đời của loa đạt khoảng hơn 40 năm rồi. Đấy, loa thì quá xuất sắc. Trong cái dòng loa Diatone 503 này thì Sơn Đỉnh chia sẻ với các bác hai cái điểm rất là quan trọng về cái loa này. Thứ nhất là các bác để kỹ về cái loa chung. Cái chung này thì nó thiết kế cái rốn loa chung này, nó là một cái dạng dự kiện là titanium mỏng ấy, và đây là phải là nó zin thì nó mới nghe, nó mới chất lượng. Còn khi cái rốn này mà nó mà vận chuyển về nó bị vỡ hoặc thay rốn khác rồi thì cái chất lượng âm thanh nó sẽ không đạt được như nguyên bản của nó. Cho nên là nếu như cái loa nào mà các bác để kỹ, dù cái loa, cái rốn loa này nó có lỗi rồi, nó bỏ người ta thay rốn khác rồi, thì kể cả rẻ đi 2 triệu đồng các bác cũng không nên mua. Và đây là những cặp loa mà nguyên zin và xuất sắc như thế này. Đấy, các bác thấy rõ từ những cái kiềng loa. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái loa tép này nó cũng vậy nha. Chung và tép này, để đảm bảo với các bác là cái rốn loa này nó phải nguyên zin thì nó mới quý. Còn khi đã thay sang rốn khác rồi thì cái giá trị cũng như cái chất lượng nó sẽ giảm đi rất là nhiều. Đấy là cái mà Sơn Đỉnh chia sẻ thực lòng để các bác biết. Và dòng này thì cái màng của cái loa bass này nó cũng khác. Cái màng này thì các bác thấy rõ đây nó vẫn là một cái dòng gọi là màng carbon, nhưng có nhiều bác thì miêu tả nó là những cái màng gọi là sợi chống đạn hay gì gì. Nó Sơn Đỉnh thì nhìn thì nó cứ rỗ như kiểu cái tổ ong ấy. Đấy, đây là quay trên điện thoại thì các bác có thể nhìn thấy nó không được quá nét, nhưng nếu như bác nào mà gần cửa hàng Sơn Đỉnh thì các bác đến trực tiếp thì các bác sẽ nhìn thấy được cái độ đẹp của loa. Kiềng loa cũng vậy, rất đẹp, nét căng luôn, loa bass 32. Và cái phân khúc tầm tiền ngày hôm nay mà Sơn Đỉnh đăng lên để các bác biết thì những cặp Diatone 503 hàng tuyển chọn như thế này,
cửa hàng Xuân Đỉnh thì đang bán với mức giá là 13 triệu 500 nghìn đồng. Vì đây nó không có lỗi lầm gì cả, từ cái căng thấy rõ này, căng rất đẹp. Đây, cặp còn lại. Đây là cái đôi loa còn lại. Thì tất cả mặt tiền của hai cái cặp loa này thì nó quá xuất sắc. Đấy. Cái gân này khi mà đã thay rồi nó rất là mềm quá nhá. Gân nó rất là mềm luôn, cho nên cái tiếng bát của nó đánh rất là hay. Nó thả rất là uy lực. Đấy. Thì sang tới dòng 505 thì đời cao nhất thì nó có phân khúc tầm khoảng 20 triệu. Những cái dòng 503 thì nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Đấy. Thì cửa hàng Xuân Đỉnh đang bán dòng 503 này có mức giá là 13 triệu 500. Đây là hàng tuyển chọn, còn tất nhiên thì hàng bình thường thì nó sẽ rẻ hơn một chút. Nhưng khi đã nói là hàng tuyển chọn cũng như các bác để bày cũng như sưu tầm về những cặp loa chất lượng thì đây là những cặp loa mà không hầu như là không có điểm chê. Còn tất nhiên thì nó vẫn là loa cũ thôi chứ nó không phải là loa mới. Đây góc cạnh thùng từ cái phần mặt loa này. Đây. Đây cần góc cạnh. Đây trên nắp này, góc cạnh thì quá xuất sắc rồi. Mà cặp loa này nó là 34 kg một thùng. Đấy, còn đây là phía đằng sau. Dòng này thì nó có trở kháng là 6 ohm, công suất của nó là 100W một loa. Đấy, các bác thấy rõ góc cạnh đằng sau chưa? Loa thiết kế bên trái bên phải đối xứng nhau rất là đẹp. Quá xuất sắc. Hai cặp loa góc cạnh không có điểm chê, rất dễ phối ghép về âm ly và tiếng dòng này rất là hay. Giá thành này thì nó rẻ hơn so với những dòng 88Z với cả D772X, mà chất lượng cũng như giá trị sản xuất ra cái cặp loa này nó lại đắt gấp đôi. Thế nên cũng mong các bác cũng như bác nào mà đã từng chơi qua và muốn sưu tầm được những cặp loa đẹp mà chất lượng thì không nên bỏ qua những cặp loa như này. Và các bác cũng có thể so sánh chất âm luôn so với những dòng D77, chắc gì nó sẽ có sự khác biệt vì nó sản xuất là đắt tiền gấp đôi thì không có gì là nó sẽ không hay bằng. Đấy. Diatone DS503 cửa hàng Xuân Đỉnh đang bán cho các bác mức giá là 13 triệu 500. Hiện tại thì đang có hai cặp tuyển chọn xuất sắc đang có ở cửa hàng của Xuân Đỉnh. Mọi thông tin chi tiết cũng như số điện thoại thì các bác cứ liên hệ cho Xuân Đỉnh 0395727582 và địa chỉ mua hàng ngõ 42 đường Trần Cung, thành phố Hà Nội. Những sản phẩm này cửa hàng Xuân Đỉnh đều ship toàn quốc và giá không bao ship. Cảm ơn các bác, xin kính chào và hẹn gặp lại.